Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là cuộc biểu tình ngày hôm qua tại DC. Cảnh sát đã phải sử dụng tới hơi cay trong cuộc biểu tình chống ông Netanyahu. Cảnh sát tại Washington DC đã phải sử dụng hơi cay đối với khoảng hàng ngàn người Palestine, ủng hộ cho Palestine đã tụ tập ở bên ngoài cái Capitol, tức là cái tòa nhà quốc hội vào hôm qua thứ tư, trong lúc mà ông thủ tướng Do Thái là Benjamin Netanyahu đang có cuộc nói chuyện tại quốc hội. Và ngay sau khi mà trước khi mà ông Netanyahu bắt đầu cuộc nói chuyện thì cảnh sát tại thủ đô cho biết là họ đã bắt đầu có một số người biểu tình biến thành bạo động, và đám đông đã trở thành chống lại tất cả những cái mệnh lệnh của chúng tôi. Họ đã bắt đầu tiến về cái hàng rào của cảnh sát và chúng tôi đã phải khai triển tất cả những cái công cụ cần thiết, trong đó bao gồm luôn cả những cái hơi cay để xịt vào bất kỳ ai muốn vi phạm luật pháp và băng ngang qua cái lằn ranh của cảnh sát. Và những kẻ biểu tình ban đầu thì được xem là ôn hòa, nhưng vài giờ sau đó, khoảng chừng nửa tiếng trước khi mà có cuộc nói chuyện của ông Netanyahu, thì họ đã bắt đầu trở nên bạo động hơn và bắt đầu tìm cách phá vỡ cái vòng phong tỏa để mà xông vào khu vực của tòa nhà quốc hội. Tuy nhiên thì những người này đã bị xịt hơi cay và có một số người đã bị thương. Các giới chức cho biết họ đã đóng lại tất cả các nẻo đường ở xung quanh khu vực tòa nhà quốc hội trước khi mà có cái cuộc nói chuyện của ông Netanyahu, và gần như là an ninh đã được siết chặt một cách bất bình thường. Và hiện nay thì thông tin cho biết thì các kẻ biểu tình này đã lên tiếng và gọi cái nhà lãnh đạo Do Thái là một kẻ tội phạm chiến tranh bị truy nã và kêu gọi bắt giữ ông ở trước cái tòa án quốc tế ICC. Trong khi đó thì một số những người khác, khoảng 30 người, đã bắt đầu có một chiếc xe chạy ngang qua đó với lá cờ của Palestine, và trong đó họ đốt luôn cả cờ của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái cuộc biểu tình ban đầu là được ôn hòa nhưng sau đó biến thành bạo động và đụng độ với cảnh sát. Họ muốn phá vỡ cái hàng rào an ninh để xông vào tòa nhà quốc hội nhưng đã bị cản trở kịp thời bởi cảnh sát, và cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để ngăn cản những người biểu tình bạo động. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tòa án Texas đã quyết định là sẽ xét xử một cái vụ án sát nhân đối với một trường hợp phá thai. Bản tin mới nhất cho biết thì một phụ nữ Texas đã bị bỏ vào tù và bị truy tố tội sát nhân sau khi bà này đã tự phá thai vào năm 2022 và dẫn tới tình trạng thai nhi đã bị lấy ra, và trong đó thì đã có một cái đơn kiện nhắm vào bà ta bởi các nhân viên của địa phương cũng như công tố viên của địa phương. Và vụ án này đã gây ra một cái sự chú ý trên toàn quốc, và trước đó nó đã bị hủy bỏ bởi một tòa án liên bang vào ngày thứ tư. Tuy nhiên thì quan tòa tiếp thân đã bác bỏ một cái yêu cầu từ phía của công tố viên và cảnh sát là xóa bỏ cái cuộc điều trần ở tại cái khu vực ở thành phố biên giới là McAllen. Người này có tên là Lizo Gonzalez, đã bị nhốt 2 ngày trong nhà tù về tội sát nhân và tìm kiếm là ít nhất là 1 triệu Mỹ Kim tiền thiệt hại trong cái đơn kiện này. Tuy nhiên thì tiểu bang Texas được xem là có luật giới hạn về phá thai, và trong đó gần như là các phụ nữ muốn tìm kiếm phá thai cần phải có thể sẽ bị truy tố tội hình sự. Và theo tường trình của phía công tố viên của quận có tên gọi là Gotcha Ramirez cùng với là một số những bị cáo đã có sự tranh luận về việc mà có nên được miễn trừ ở trong các tòa phiên tòa dân sự hay không. Rick Navarro được xem là luật sư của phía biện hộ lên tiếng tranh luận rằng đây là một cái vụ án tệ hại, và trong đó cho rằng là đây là vi phạm vào quyền của người phụ nữ. Trong khi đó thì các công tố viên muốn truy tố bà này về tội phá thai khi bà này tự phá thai và không qua một hệ thống bệnh viện nào. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, vấn đề an toàn trong cái kỹ nghệ xe lửa của Hoa Kỳ đang bị giám sát chặt chẽ trong cuộc điều trần tại Hạ viện liên quan tới biến cố tại tiểu bang Ohio. Bản tin mới nhất cho biết thì các nhà lập pháp, các nhà đặt ra quy tắc và các đại diện của các nghiệp đoàn đã đặt câu hỏi với kỹ nghệ về an toàn của hệ thống xe lửa của Hoa Kỳ sau khi mà có cuộc điều trần diễn ra vào ngày 23 tây vừa qua trên sàn Hạ viện, trong đó nói về tình trạng mà một cái chuyến xe lửa đã bị lật ở tại một cái khu vực ở phía đông, gọi là phía đông Palestine của Ohio vào năm ngoái, gây ra tình trạng cả ô nhiễm môi trường khi hóa chất đổ ra bên ngoài. Và gần như
là những nhân vật được xem là đứng đầu trong cái các cái nghiệp đoàn ở tại đây, bao gồm cả David Oroka và kể cả Jokeri Hannes, được xem là một trong những cái tổ chức hiệp hội về ngành kim loại của Hoa Kỳ, cũng như là một số những công nhân nằm trong ngành gọi là hỏa xa, tức là ngành xe điện của Hoa Kỳ và xe lửa của Hoa Kỳ, đã bắt đầu có mặt trong cuộc điều trần này. Và hiện nay thì Hạ viện cho biết họ đang tìm cách duyệt xét lại tất cả cái vấn đề an toàn từ cái cơ quan an toàn vận chuyển của quốc gia, gọi tắt là NTSB. Và người ra điều trần là Jennifer Hornady, được xem là một trong những nhân vật đặc trách về vấn đề an toàn trong hệ thống xe lửa của Hoa Kỳ. Và cuộc điều trần này đã được bảo trợ bởi chủ tịch của cái hệ thống gọi là hệ thống đường dây xe lửa, hệ thống ống dẫn các khí đốt, cũng như là các cái nguồn hỗ trợ cung cấp, và tiểu ủy ban đặc trách về vấn đề này của tòa Hạ viện là dân biểu Troy Nell, cùng với là dân biểu Seth Mountain của đảng Dân chủ tại Massachusetts. Dự luật này là sẽ gia tăng tất cả hành động giám sát về cái hệ thống vận chuyển của đường chạy xe lửa, gọi tắt được biết với cái tên là Railway Safety Act, trong đó vốn đã được đệ trình và đã được soạn thảo trên sàn Thượng viện hồi năm ngoái. Và trong đó thì Bộ Thương mại của xin lỗi quý vị, Ủy ban Thương mại của Thượng viện đã bắt đầu đưa ra cái dự luật này trước, và giờ đây thì dự luật này đã được đệ trình lên Hạ viện nhằm để siết chặt lại tính vấn đề an toàn của hệ thống đường chạy xe lửa của Hoa Kỳ tiếp theo sau cái biến cố tại Ohio vào cái năm ngoái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên của Đảng Cộng hòa đã gia tăng sự lo ngại về tình trạng sinh mạng của các tối cao pháp về chánh án trong tối cao pháp viện tiếp theo sau vụ ám sát đối với lại cựu tổng thống Donald Trump. Các thành viên của Đảng Cộng hòa trong ngày thứ ba đã gia tăng sự lo ngại về vấn đề an ninh và an toàn của các chánh án trong tối cao pháp viện, cũng như các viên chức của tòa án cấp thấp hơn sau cơn bừng tỉnh về vụ ám sát hụt nhắm vào cựu tổng thống Trump, theo loan báo mà họ sẽ có cuộc điều tra về vấn đề này. Trong lá thư gửi ra, chủ tịch Ủy ban Tư pháp là ông Jim Jordan cùng với dân biểu Dan Rosa của Đảng Dân Cộng hòa tại California đã gửi một lá thư cho ông Bộ trưởng Tư pháp là Merrick Garland, yêu cầu là phải có một cái cuộc nói chuyện để liên quan tới những cái quy tắc để bà bảo vệ an ninh cho nhà của ít nhất là 9 chánh án, trong cái cơn chú ý về cái gọi là những cái lý luận liên quan tới cái tình trạng ám sát hụt đối với cựu tổng thống Trump. Chúng tôi vẫn còn đang lo ngại về tình trạng an ninh và an toàn của các giới chức nằm trong ngành tư pháp, đặc biệt là bao gồm cái sự an toàn của các vị chánh án trong tối cao pháp viện. Đó là lá thư đã đưa ra. Các nhà lập pháp hiện nay đòi hỏi là phải có sự cung cấp thông tin đầy đủ từ DOJ, tức là Bộ Tư pháp, và kể cả cơ quan cảnh sát của liên bang, trong đó cung cấp tất cả những cái việc bảo vệ an ninh cho các chánh án trong tối cao pháp viện. Và họ nói rằng họ cần biết những thông tin này càng sớm càng tốt và không trễ hơn ngày 6 tây tháng 8. Và các chánh án hiện nay vẫn chưa được bảo vệ bởi cơ quan mật vụ và một cơ quan đặc trách về nằm về bảo vệ cho các yếu nhân của Bộ An ninh nội địa. Và hiện nay thì bảo vệ cho tất cả các cái chánh án là cảnh sát của liên bang, còn cơ quan mật vụ chỉ phụ trách bảo vệ cho tất cả những nhân vật được xem là quan trọng, trong đó gồm có phó tổng thống và chủ tịch của Hạ viện mà thôi. Và lá thư này đã nhắc tới cái biến cố vào tháng 6 năm 2022, khi một người đàn ông đã có mặt ở nhà của chánh án Brett Kavanaugh với vũ khí và bị cáo buộc là âm mưu sát hại ông, khi mà cái soạn bản soạn thảo về cái lật đổ cái phán quyết Roe v. Wade đã bị tiết lộ ra bên ngoài. Các công tố viên cho biết thì ông Nicola Roske đã tới nhà của ông Kavanaugh với một khẩu súng pistol, đạn và dao, trong đó cùng với một số những thiết bị vũ khí khác để mà sẵn sàng giết ông chánh án này. Và ông Roske đã không nhận tội. Và một bản báo cáo của cơ quan an ninh nội địa trong năm 2022 cho biết việc mà tiết lộ bản dự thảo về việc lật đổ phán quyết này đã dẫn tới ít nhất là rất nhiều lời đe dọa trong các nhân viên ở trong cái hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ, và trong đó gần như là đã có sự đe dọa tới sinh mạng của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Đảng Dân Chủ đã thay đổi toàn bộ cái lịch trình của họ trong cái đại hội đảng sau khi mà đổi từ ông Joe Biden qua bà Kamala Harris. Sau gần một năm chuẩn bị cẩn thận, các nhà tổ chức của Đảng Dân Chủ Trung ương hiện nay đang phải chạy đua với thời gian để thay đổi tất cả những cái lịch trình của họ sau khi mà ông Joe Biden rút ra khỏi cuộc đua và nhường lại cho bà Phó Tổng thống Kamala Harris. Và việc này đã dẫn tới việc mà đảng này đã phải thay đổi tất cả cái nội dung của họ trong các ngày đại hội, trong đó bao gồm luôn khoảng 5.000 người, 5.000 phái đoàn, 12.000 người tình nguyện và 15.000 thành viên của các cơ quan truyền thông sẽ hiện diện trong 4 ngày ở tại Chicago, bắt đầu từ ngày 19 tây tháng 8.
Và bà Harris trước đó thì đã được giới thiệu là trong vai trò phó tổng thống và sẽ phát biểu riêng biệt của bà. Tuy nhiên thì giờ đây bà là ứng cử viên tổng thống số 1 của đảng Dân Chủ. Và điều này có nghĩa là bà sẽ là cái người phát biểu chính trong cái đại hội của đảng. Trong khi đó thì ông Joe Biden vẫn tiếp tục có một cái bài phát biểu của ông ta. Tuy nhiên thì bài phát biểu của ông ta đã dời xuống cái vị trí số 2 bởi vì ông ta là người đề cử bà Kamala Harris chứ không còn là một ứng cử viên. Và điều này đã khiến cho đảng Dân Chủ phải thay đổi tất cả những lịch trình của họ và tất cả các bài phát biểu của họ. Trong khi đó thì ông John Kerry, vốn là thượng nghị sĩ của Massachusetts, người đã lên tiếng 4 năm trước đây và nói rằng là chúng ta cần phải có một cái sự thay đổi và chúng ta cần có một cái bài nói chuyện phù hợp hơn trong giai đoạn trước mắt. Đây được xem là một trong những thay đổi lớn của đảng Dân Chủ sau khi mà có sự thay đổi về cái người ra tranh cử chức tổng thống năm 2024 là bà Kamala Harris thay vì là ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Obama dự tính sẽ chính thức endorse bà phó tổng thống trong việc chạy đua vào ghế tổng thống năm 2024. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu tổng thống Hoa Kỳ là ông Barack Obama dự tính là sẽ endorse cho bà phó tổng thống Kamala Harris sẽ đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống theo tường trình của đài NBC đưa ra vào ngày thứ Năm. Ông Obama trong phần riêng tư đã ủng hộ cho bà Kamala Harris và đã bắt đầu có sự tiếp xúc với bà ta theo bản báo cáo đưa ra và chỉ ra nguồn tin thân cận với cái cuộc thảo luận này. Các phụ tá của Obama và Harris đã có thảo luận về việc mà họ sẽ làm việc chung trong cái chiến dịch tranh cử và vẫn chưa có một cái ngày được xác định, đó là bản báo cáo đưa ra. Và hiện nay vẫn chưa có một cái ai bước ra để mà gọi là thách thức cái vị trí của bà Kamala Harris trong vấn đề được đề cử ra tranh cử chức tổng thống, và bà ta đã thắng được ít nhất là hơn phân nửa phái đoàn đại biểu của đảng Dân Chủ trong ngày thứ Hai, một ngày sau khi mà ông Joe Biden loan báo rằng ông ta rút ra khỏi cuộc đua. Và cái tổ chức Obama Foundation vẫn chưa cho biết và có chính thức và giờ phút nào trong ngày hôm nay thì ông Obama sẽ chính thức endorse cho bà Kamala Harris. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và mặc dù rằng đã được đề cử và gần như là được xác nhận là người đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử, bà Kamala Harris vẫn thua ông Trump ít nhất là 4 tiểu bang chiến lược theo bản thăm dò mới nhất của Emerson College đã đưa ra. Cựu Tổng thống Trump đã dẫn trước bà Phó Tổng thống Kamala Harris ít nhất là 4 tiểu bang chiến lược trong lúc mà đôi bên đang có mối quan hệ gọi là có chạy đua rất là sát nút tại Wisconsin, khi mà hai bên có thể có cuộc gọi là đối đầu với nhau vào tháng 11 sắp tới đây. Theo tường trình của cuộc thăm dò Emerson College phối hợp với tờ The Hill, ông Trump, người đã nhận được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa vào tuần trước, dự tính là sẽ có cuộc cử với bà Harris vào tháng 11 sắp tới đây. Trong khi đó thì bà phó tổng thống của Hoa Kỳ hiện nay sẽ là ứng cử viên duy nhất của đảng Dân Chủ cho tới giờ phút này. Và theo tường trình của Emerson College đưa ra phối hợp với tờ The Hill thì ông Trump dẫn trước bà Harris ở tại Arizona là 49-44, tại Georgia là 48-46, tại Michigan là 46-45, tại Pennsylvania là 48-46, và cả hai người đều nhận được cái mức điểm ngang ngửa nhau là 47 tại Wisconsin. Trong khi đó thì Arizona được xem là con số nằm ngoài cái vòng sai biệt, và tất cả 5 tiểu bang chiến lược gồm chưa quyết định gồm có Arizona 7%, Georgia 7%, Michigan 9%, Pennsylvania 7% và Wisconsin là 5%. Trong khi đó thì bà Harris có thể sẽ có được cái quyền lợi trong cái giai đoạn được xem là honeymoon này, và bà ta đã vượt qua được cái sự ủng hộ của Joe Biden trước đây so với ông Trump. Bà ta được xem là hơn ông Trump 4 điểm, xin lỗi quý vị, hơn Biden 4 điểm ở Arizona, 5 điểm ở Georgia, 3 điểm ở Michigan, 3 điểm ở Pennsylvania và 4 điểm ở Wisconsin. Bà ta dường như đã tìm cách phục hồi cái ý tưởng là ủng hộ cho phá thai là một cái tiêu đề cho bà ta tranh cử sau khi mà ông Joe Biden đã bị xem là thất bại trong cuộc tranh luận với ông Trump vào ngày 27 tây tháng 6 vừa qua. Đó là lời phát biểu của Spencer Kimball, giám đốc điều hành của Emerson College đã đưa ra, và số lượng của bà Kamala Harris đã phản ánh cho thấy là mức độ của bà ta được ủng hộ cao hơn so với ông Joe Biden hồi tháng 3. Và những cử tri trẻ hiện nay, họ đã bắt đầu chuyển qua bà Harris, và sự ủng hộ của bà so với Joe Biden đã gia tăng 16 điểm ở Arizona, 8 điểm ở Georgia, 5 điểm ở Michigan, 11 điểm ở Pennsylvania và 1 điểm ở Wisconsin. Đây được xem là cuộc thăm dò mới nhất của phía Emerson College đưa ra, và cuộc thăm dò này được biết là đã thực hiện từ ngày 22 cho tới ngày 23 tây tháng 7 vừa qua. Đó là một trong những cuộc thăm dò cho thấy về cái mức ủng hộ của bà Kamala Harris.
Trong khi đó thì các nhà mega donor đã chuyển hàng triệu Mỹ Kim cho cả chiến dịch tranh cử của ông Trump lẫn Biden trong tháng 6. Bản tin mới nhất cho biết thì các nhà được xem là quyên góp lớn của lưỡng đảng đã chuyển rất nhiều tiền cho tất cả cuộc tranh cử của ông Joe Biden và ông Trump. Từ ngày 15 tháng 7 cho tới ngày 20 tháng 7, thì mỗi một ủy ban đều phải ghi danh với lại cơ quan FEC và đưa ra bản statement về tài chính của họ trong những hoạt động gần đây. Và theo các tập tài liệu này cho thấy, các ủy ban hỗ trợ cho ông Trump chiến dịch tranh cử đã chi ra khoảng 15.6 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó thì nó được xem là hơn con số của ông Joe Biden. Và tính cho tới cuối tháng 6 thì các ủy ban tranh cử này cũng như là các cái super PAC đã cùng tham gia vào việc gây quỹ tranh cử. Và trong đó đã gia tăng cái số tiền của ông Joe Biden lên tới khoảng 296.8 triệu Mỹ Kim tiền mặt. Và để so sánh thì bên phía của Joe Biden được 281.1 triệu Mỹ Kim trong tiền mặt. Và trong ngày 21 tây tháng 7, ông Joe Biden đã rút ra khỏi cuộc đua tổng thống và sau đó trong ngày, ông ta đã endorse bà Kamala Harris thay thế vị trí của ông ta. Và bà này được biết là đã được ủng hộ rất mạnh mẽ của các tài phiệt lớn. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất cho thấy rằng là mức tiền mặt mà ông Trump đang có trong tay vẫn cao hơn so với lại Joe Biden trước đó và kể cả Kamala Harris bây giờ. Đây được xem là cuộc thăm dò mới nhất và bản báo cáo của FEC đưa ra ngay sau khi mà các nhà quyên góp đã bắt đầu chia phe phái để ủng hộ cho các đảng trong lúc tranh cử chức tổng thống. Trong đó thì hầu hết những nhà quyên góp của Silicon Valley nghiêng về phía ông Trump. Các nhà quyên góp của Wall Street thì lại nghiêng về phía của bà Kamala Harris. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, toán là pháp lý của Hunter Biden bị cáo buộc đã đưa ra những lời khai man. Bản tin mới nhất cho biết một quan tòa đã cáo buộc là các luật sư của Hunter Biden đã đưa ra những lời khai man trong một cái đơn của họ yêu cầu xóa bỏ cái phiên tòa xét xử ông ta về tội gọi là bị cáo buộc trong các cái hồ sơ thuế. Quan tòa có tên là Max Carsey đã đe dọa sẽ có hành động trừng phạt đối với các luật sư đã đưa ra những cái khai man giả, trong đó cho rằng là cái công tố viên David West đã không có mang bất kỳ một cái truy tố nào nhắm vào con trai của ông Tổng thống Joe Biden cho tới khi mà ông ta đã bị được bổ nhiệm vào cái vai trò là công tố viên đặc biệt. Và những bản statement này, tuy nhiên nó không đúng sự thật và ông và những cố vấn pháp lý của ông Biden đã không nói đúng sự thật. Quan tòa có tên là Scarsi đã viết trong một cái sắc lệnh ba trang đã đưa ra vào ngày thứ tư. Trong đó thì quan tòa Scarsi đã yêu cầu luật sư của ông Hunter Biden là phải cho biết là nếu tại sao lại không có một cái tại sao lại cản trở ông đã đưa ra những cái lệnh trừng phạt nếu như mà họ đưa ra những cái bản statement được xem là sai sự thật. Quan tòa đã cho các luật sư này một tuần lễ để giải thích và nếu như mà không giải thích xong thì họ sẽ đối diện với lệnh trừng phạt của phía quan tòa theo tường trình cho biết. Và trong sắc lệnh này thì ông Scarsi đã chỉ ra cho thấy là ông West đã có truy tố ông Biden về tội trốn thuế trước khi mà được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt, một công tố viên lúc mà ông còn là công tố viên của Delaware, và ông đã chịu trách nhiệm trong việc mà truy tố ít nhất là hai tội misdemeanor đối với con trai của ông tổng thống trong tháng 6 ngày năm 2023 là một phần trong cái thỏa thuận ngọt ngào trước đây. Đây được xem là một trong những cái lời cáo buộc mạnh mẽ và có thể trừng phạt đối với các luật sư của Hunter Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump đã công bố một cuốn sách mới với cái tên là Save America. Và trong đó trang bìa là trang mà ông đã bị bắn ở tại Pennsylvania và vùng dậy đưa nắm đấm lên dưới lá cờ của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu Tổng thống Trump loan báo một cuốn sách mới trong tuần này có tên gọi là Save America, tức là cứu lấy nước Mỹ, với bài cái hình bìa lúc mà ông trỗi dậy và vung nắm đấm lên sau khi mà ông đã bị bắn vào ngày 13 tây tháng 7 vừa qua trong cuộc rally ở tại Pennsylvania. Trong cuốn sách Save America, cựu Tổng thống Trump đã đề nghị là sẽ cho mọi người nhìn thấy lại 4 năm ông làm tổng thống trong vai trò là tổng thống 45 của Hoa Kỳ và tầm nhìn của ông trong cái nhiệm kỳ kế tiếp với cái tựa đề là Save America. Trong đó gần như là sẽ nói về cái tầm nhìn của ông trong 4 năm kế tiếp cũng như là những quá trình mà ông đã thực hiện được trong 4 năm ông làm tổng thống,
từ cái hội nghị thượng đỉnh lịch sử với tất cả các lãnh đạo của thế giới cho tới việc mà làm việc ở trong tòa Bạch Ốc, và tất cả những tấm hình này đã được chọn lọc cẩn thận bởi ông Tổng thống Trump, cùng với những lời phát biểu của ông và những gì ông đã làm trong 4 năm trước và những gì ông sẽ làm trong 4 năm tới. Đây được xem là một trong những cái nội dung mà ở trên trang Trousseau The Show đã đưa ra, và cuốn sách này sẽ có hình bìa là ông đã vùng dậy sau khi bị bắn và đưa nắp đấm lên, và trên đầu của ông là lá cờ của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, phía Hoa Kỳ và phía Nam Hàn cho biết là họ sẽ tiếp tục tăng cường cái khả năng hỗ trợ về quốc phòng cũng như là tăng cường cái khả năng quốc phòng của họ. Trong các cuộc tập trận không quân với phía của Nam Hàn, nó sẽ tăng cường rất nhiều cho cái khả năng tác chiến của lực lượng của đôi bên. Đó là lời khẳng định của lực lượng quân sự Hoa Kỳ đưa ra vào ngày thứ Năm, giữa lúc mà một phía Bắc Hàn đang tìm cách gọi là có những cái vũ khí nguyên tử và đe dọa tới phía của Nam Hàn bằng cách là thả những bong bóng mang theo rác và phân nhắm vào Seoul. Seoul và phía Washington đã có cuộc tập trận không quân kéo dài 3 tuần lễ, bắt đầu từ hôm thứ Ba ở tại Suwon, nằm ở phía nam của Seoul, trong đó bao gồm các chiếc chiến đấu cơ F-18 của Hoa Kỳ và F-35 mà đã tham gia vào cuộc tập trận này. Và cuộc tập trận này là để tăng cường khả năng tác chiến của chúng tôi. Đó là lời phát biểu của tư lệnh có tên gọi là Chad Rod Allen đã đưa ra trong một bản statement. Và cùng tham gia với cuộc tập trận Nam Hàn này là nhằm để đối phó với Bình Nhưỡng đang có những cái cuộc gọi là bắn thử các hỏa tiễn đe dọa tới phía của Nam Hàn và các đồng minh của Hoa Kỳ là Nhật Bản. Bên cạnh đó thì phía Bắc Hàn cáo buộc cuộc tập trận này là một cái bài thực tập để chuẩn bị nhằm tấn công và xâm lăng vào lãnh thổ của Bắc Hàn. Quan hệ của hai quốc gia Nam và Bắc Hàn đã ở mức thấp nhất trong những năm qua. Bắc Hàn đã gửi hàng ngàn các cái bong bóng mà trở theo rác và phân tới bia qua lãnh thổ của Nam Hàn, và trong đó đổi lại thì phía Nam Hàn đã bắt đầu cho mở lại công suất của các cái loa tuyên truyền ở biên giới, trong đó gần như là bật những bản nhạc K-pop và những cái thông điệp chống lại chế độ Bắc Hàn bởi các cái loa của biên giới. Phía Bắc Hàn trong ngày thứ Tư cho biết là họ sẽ sẵn sàng đối phó với cả phía Hoa Kỳ nếu như phía Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đưa ra những cái hành động mà họ cho là khiêu khích tới chủ quyền của họ. Trong khi đó thì bất kể là trước đó ông cựu tổng thống Hoa Kỳ là ông tổng thống Trump cùng với lại phía của nhà lãnh đạo Bắc Hàn là Kim Jong-un đã có một mối quan hệ tương đối là nồng ấm. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc tập trận của Hoa Kỳ và của Nam Hàn diễn ra giữa lúc mà Bắc Hàn đang có hành động khiêu khích bằng các cái bong bóng thả rác và phân qua lãnh thổ của Nam Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Nam Hàn cũng như Bắc Hàn ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Indonesia đã cho phát động một cái chương trình gọi là Golden Visa để tìm cách chiêu dụ thêm tất cả các nguồn đầu tư từ ngoại quốc vào Indonesia, quốc gia đông dân nhất và lớn nhất ở Đông Nam Á. Bản tin mới nhất cho biết thì Indonesia đã cho phát động một cái chương trình visa dài hạn trong ngày thứ Năm, trong đó để tìm cách tiếp cận các nhà đầu tư nước ngoài. Tổng thống Joko Widodo cho biết như trên, và số tiền đầu tư này lên tới 10 triệu Mỹ Kim sẽ cho họ một cái chiếu khán 10 năm và có thể sẽ di chuyển trên quốc gia được xem là có nền kinh tế lớn nhất ở Đông Nam Á. Với trước đây thì là cái visa là 5 năm, gọi là Golden Visa, trong đó là yêu cầu mỗi cá nhân sẽ thành lập một công ty trị giá là 2.5 triệu Mỹ Kim. Họ sẽ được cái visa chiếu khán 10 năm nếu số tiền đầu tư này lên tới 5 triệu Mỹ Kim. Mỗi cá nhân nào mà thành lập một công ty cần phải đặt cọc ít nhất là 350.000 Mỹ Kim cho tới 700.000 Mỹ Kim và gia tăng từ 5 năm cho tới 10 năm để có thể có được chiếu khán vào quốc gia này. Và các công ty đầu tư sẽ được yêu cầu đầu tư ít nhất là 25 triệu Mỹ Kim để có một cái chiếu khán 5 năm và trực tiếp làm việc với lại các ủy viên của kinh tế của Indonesia. Họ cần đầu tư ít nhất là 50 triệu Mỹ Kim để có được cái visa 10 năm. Và đây được xem là một trong những cái chính sách mới nhất của Indonesia nhằm để kêu gọi thêm nguồn đầu tư từ ngoại quốc vào quốc gia này, được xem là quốc gia có mức độ đông dân nhất ở Đông Nam Á và được xem là nền kinh tế lớn nhất của Đông Nam Á. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, sau khi mà cái lò đốt củi của ông Nguyễn Phú Trọng đã được phát động mạnh mẽ trước khi mà ông ta qua đời, thì gần như các nhà lãnh đạo trong quần máy cộng sản
đã không dám làm bất cứ một điều gì để bị đưa vào lò đốt củi, và họ tập thành một thói quen là đi đánh góp. Và việc này đã dẫn tới tình trạng mà lợi dụng cái giờ hành chánh làm việc cho cái hệ thống cai trị của nhà nước, họ đã đi đánh góp, và việc đã bị phanh phui bởi lãnh đạo của công ty dầu khí của Việt Nam đã đi đánh góp trong giờ làm việc. Bản tin mới nhất cho biết thì tổng giám đốc của một cái liên doanh gọi là Việt Nga Vietso Petro cho biết là họ sẽ xử lý tất cả những thành phần lãnh đạo trong công ty này khi mà họ đã bỏ đi đánh góp trong giai đoạn mà đang làm việc trong giờ hành chánh, theo tường trình cho biết. Thì tổng giám đốc của cái liên danh Việt Nga gọi là Vietso Petro này, họ nói rằng họ sẽ chấn chỉnh lại tất cả các cán bộ đảng viên, giám đốc trong guồng máy này lợi dụng cái giờ hành chánh đi đánh góp. Và việc này đã diễn ra bắt đầu từ khi mà ông Nguyễn Phú Trọng đã mở ra cái lò đốt củi, khiến cho những cán bộ đảng viên e ngại rằng họ sẽ bị đốt tới cái vai trò của họ nếu tiếp tục nhúng vào các công việc làm ăn như thường lệ. Và do đó, thay vì bỏ giờ ra làm ăn thì họ lại bỏ đi đánh góp và dùng luôn cả giờ hành chánh đi đánh góp. Điều này đã khiến cho một số những cái việc phanh phui từ báo chí trong nước cho thấy rằng là gần như là nó trở thành một cái thói quen của các nhà làm công ty, các doanh nghiệp hoặc là các chủ nhân các công ty cũng như là các cán bộ ở trong các tỉnh đều đua nhau đi đánh góp mỗi một ngày, kể cả việc trong giờ làm việc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, vẫn tiếp tục đứng đầu trong Đông Nam Á về việc sản xuất và có những cái mặt hàng giả mạo và hàng nhái đối với những danh hiệu danh tiếng. Công an Cộng sản Việt Nam đã phải thực hiện tiến trình điều tra, và trong đó họ nói rằng họ đã phát hiện hơn 23.000 sản phẩm giả mạo của các cái công ty thời trang nổi tiếng của thế giới, trong đó bao gồm luôn cả hãng LV, hãng Gucci v.v. Đây được xem là một trong những cái vụ phát hiện mới nhất của công an sau khi có khiếu nại từ nhiều nước là hàng nhái của Việt Nam và hàng giả lạ mạo từ Việt Nam đã được xuất cảng qua một số quốc gia ở Đông Nam Á. Và việc này đã khiến cho Công an Cộng sản Việt Nam đã làm việc, và cuối cùng thì ở tỉnh Bắc Giang, nơi có cái đường biên giới với Trung Quốc và làm việc với phía Trung Quốc khá nhiều, và trong đó hầu hết những cái mặt hàng này được sản xuất từ Trung Quốc, tuồn qua Việt Nam và được đóng bao bì trở lại để xuất cảng qua một số những cái quốc gia của Liên bang ở Á Châu. Đây là những mặt hàng giả, những cái hiệu danh tiếng nhất trên thế giới, gồm có Gucci, LV hay là những cái đồng hồ hiệu của hiệu danh tiếng của Omega hay là của Rado, Rolex v.v. đều được làm giả, và tổng cộng có hơn hàng chục ngàn mặt hàng giả mạo này đã bị công an bắt giữ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng mà buôn người đã được gắn vào cái chữ gọi là đi lao động trái phép ở nước ngoài đã bị phát hiện ra thêm một số trường hợp mới. Tại Việt Nam, gần như là các cái đường dây buôn người đều được đặt với cái tên mỹ miều là những công ty môi giới lao động nước ngoài, mà thực chất đó là những đường dây buôn người một cách hợp pháp tại Việt Nam. Và giờ đây thì phía của Việt Nam đã bắt đầu tìm cách phanh phui ra những đường dây buôn người này. Tuy nhiên, để tránh dùng chữ buôn người, tức là human trafficking, họ đã dùng cái chữ gọi là đưa người đi lao động xuất cảnh bất hợp pháp, tức là đưa người lao động trái phép. Đây là một trong những ngôn ngữ mà Cộng sản làm nhẹ đi tình trạng buôn người tại Việt Nam. Và vụ mới nhất đã được phát hiện bởi một công ty ở Cần Thơ. Trong đó thì người bị phạt là một công ty có tên gọi là Quỳnh Hương Group, là đã tuyển chọn và thu tiền người đi lao động Việt Nam ở nước ngoài, trong khi mà cái tổ chức này vẫn chưa có giấy phép hoạt động về việc gọi là đưa người đi lao động ở nước ngoài, hay gọi cách khác là đi buôn người. Và tình trạng này khiến cho công ty này đã bị phạt vạ lên tới 360 triệu đồng. Tuy nhiên thì đây là số tiền phạt rất nhẹ đối với lại một cái công ty được mang danh là công ty đưa người đi lao động nước ngoài, nhưng trên thực chất đây là nạn buôn người tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự của buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!